Hello, xin chào tất cả các bạn. Nhân dịp năm mới, Hải Tâm xin chúc cho tất cả các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và đặc biệt là tiền vô như nước. Nhìn cái áo là biết tiền vô rồi ha. Và trong video này, Hải Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhập mã code để nhận lì xì trên cái ứng dụng Xvo. Các bạn sẽ nhận ngẫu nhiên được điểm Xvo nè, điểm Bill nè, hoặc là điểm USD. Và tất cả những cái số điểm này các bạn đều có thể đổi ra thành tiền mặt để rút về ví điện tử Momo hoặc là ngân hàng. Đó, vì đây là ngẫu nhiên cho nên sẽ có người nhận được ít và có người sẽ nhận được nhiều. Nếu như bạn nào may mắn nhận được nhiều điểm á, thì các bạn cũng đừng có la làng nha. Còn nếu như bạn nào xui quá, nhập được ít điểm quá, các bạn cũng đừng có buồn. Bởi vì trò chơi mà, hên xui. Ok, và tới nơi rồi, không nói dài dòng tào lao mất thời gian nữa. Nhưng các bạn cũng biết cách thức nhận lì xì như thế nào, thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thể Tầm nhé. Nào, ok, và bước đầu tiên, nếu như bạn nào chưa có ứng dụng á, thì các bạn cần tải cái ứng dụng về. Thế Tâm sẽ để cái đường link tải ứng dụng ở dưới phần bình luận của video nè. Khi các bạn nhấp vào, các bạn sẽ nhìn thấy được cái đường link. Đó, các bạn phải tải cái ứng dụng về thì các bạn mới nhập mã lì xì được. Nhấp vào đây. Sau khi các bạn nhấp vào, nó sẽ ra cái website như thế này. Các bạn chỉ việc nhấp vào CH Play thôi. Đó, nó sẽ ra cái ứng dụng Xvo nè. Các bạn cứ cài đặt như bình thường. Sau khi các bạn tải về xong, bây giờ chúng ta sẽ mở cái ứng dụng lên. Đó, thì sau khi các bạn đăng nhập cái tài khoản xong, nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Đó, trên ứng dụng này thì các bạn có thể chơi game, làm nhiệm vụ để kiếm tiền. Thế Tâm đã có làm video hướng dẫn chi tiết rồi. Nếu như bạn nào chưa xem video đó thì các bạn hãy nhấp vào cái phần bình luận bên dưới để các bạn xem chi tiết. Còn trong video này, Tâm sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cái cách nhập mã lì xì để các bạn lụm tiền thôi. Thì để nhập được mã lì xì, các bạn sẽ nhấp vào ba gạch nè. Ở cái phần mã giới thiệu nè, các bạn nhấp vào đây. Đó, nếu như các bạn chưa nhập cái mã mời thì các bạn sẽ nhập cái mã mời vào nha. GIFMTK. Đó, để các bạn nhận thưởng. Ok. Đó là cái mã nhận thưởng khi các bạn đăng ký cái tài khoản. Còn khi các bạn nhập mã lì xì thì các bạn sẽ nhập ở dưới đây. Đó, các bạn nhấp vào chi code nè. Đó, các bạn sẽ điền cái mã lì xì vào cái ô này. Cái mã lì xì Thế Tâm sẽ để dưới phần bình luận của video. Khi các bạn nhấp vào, các bạn sẽ nhìn thấy cái mã lì xì. Đó, các bạn nhấp vào chữ đọc thêm nè. Đó, với mỗi cái mã lì xì các bạn sẽ nhận được cái số điểm khác nhau. Ví dụ như mã này các bạn sẽ nhận được điểm USD nè. Mã này các bạn sẽ nhận được điểm Xvo. Mã này các bạn sẽ nhận được điểm Bill. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ chỉ việc nhập vào đây thôi. Rồi, các bạn sẽ nhấp vào lập tức hối đoái. Đó, 0,16 đô. Đó, thì cái mã lì xì này các bạn sẽ nhận ngẫu nhiên, có người nhận ít, có người nhận nhiều, có khi 1 đô, 2 đô, 3 đô, 4 đô. Đó, tiếp tục còn lại những cái mã khác các bạn sẽ nhập vào. Tầm Tết 2024 nè. Út 0,62 điểm go, 51 bill. Thế Tâm sẽ cập nhật thêm những cái mã code này liên tục, cho nên các bạn theo dõi cái video để các bạn biết khi nào có mã các bạn sẽ nhập vào. Đó, thì sau khi các bạn nhận được cái điểm thưởng, các bạn có thể đổi ra tiền mặt. Đó, các bạn nhấp vào chữ ví nè. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấp vào chữ giao dịch nè. Thì để rút được tiền, các bạn cần đổi cái điểm bill này sang cái điểm USD. Đó, bây giờ các bạn sẽ đổi cái điểm bill trước. Các bạn nhấp vào chữ bán nè. Đó, các bạn nhập vào đây. Ví dụ 20.000 điểm. 20.000 điểm là 3 đô. Các bạn sẽ nhấp vào chữ bán ra. Ok. Đó, tiếp tục, như các bạn nhận được cái điểm Xvo thì các bạn cũng sẽ đổi sang cái điểm USD luôn. Các bạn cũng sẽ nhấp vào chữ bán nè. Rồi, các bạn sẽ nhấp vào chữ mát. Đó, các bạn sẽ nhấp vào bán ra. Ok. Rồi, sau khi chúng ta đổi xong điểm rồi, chúng ta sẽ quay trở lại. Sau khi chúng ta đã có điểm USD rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào chữ rút tiền nè. Đó, ví dụ như các bạn muốn rút bao nhiêu tiền, các bạn chỉ việc nhập vào đây. Ví dụ như các bạn muốn rút 1 đô thì các bạn ghi số 1, thì 1 đô hiện tại là 23.800 đồng. Còn ví dụ như các bạn muốn nhập tiền Việt Nam thì các bạn sẽ nhập vào đây. Thì các bạn sẽ nhập số tiền Việt Nam. Ví dụ như các bạn muốn rút 20.000. Đó, xong các bạn sẽ chọn là phương thức thanh toán nè. Đó, nếu như các bạn rút ít thì các bạn chỉ rút qua ví điện tử Momo thôi. Còn nếu như các bạn muốn rút qua ngân hàng thì các bạn phải rút từ 119.000 trở lên. Đó, bây giờ Tâm sẽ rút nhiều hơn đi. Đó, bây giờ rút qua tài khoản ngân hàng, ok nè. Xong, nhấp vào, tiếp tục. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn ngân hàng nhận tiền, nhập số thẻ hoặc là số tài khoản và tên trên ngân hàng. Đó, bây giờ Tâm sẽ rút về ngân hàng MB Bank. Rồi, các bạn sẽ nhấp vào, xác nhận bán. Gửi thành công. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc ngồi nhịp dò chờ vài phút là tiền nó sẽ về ngân hàng của các bạn thôi. Còn ngại ngùng gì nữa mà không, chỉ nhấn vào cái đường link bên dưới để tải ứng dụng về và nhập mã lì xì để nhận tiền ngay thôi nào. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé. Bây giờ Thế Tâm xin nói lời chào thân ái, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.